Chiều ngày 19 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh, là người mẫu và diễn viên, sinh năm 1989, ngụ thành phố Thủ Đức, về tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình sự. Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Đông, sinh năm 1987, ngụ quận 7, về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 314, 318 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định nói trên được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, ngày 6 tháng 10, Ngọc Trinh cùng với Đông tổ chức điều khiển xe mô tô biển số 59A3-11588 lưu thông biểu diễn trên đoạn đường D15, khu công nghệ cao, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức. Quá trình này, cả hai dùng các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe, cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Qua điều tra, Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2. Công an còn xác định, đầu tháng 9 năm 2023, cả hai cũng điều khiển xe mô tô hiệu Ninja, lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng, khu đô thị Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức để biểu diễn. Cả hai lái xe bằng hành vi phản cảm, nguy hiểm, đăng tải video lên mạng xã hội. Quá trình điều tra, công an xác định mô tô mang biển số 59A3-11588 có giấy chứng nhận đăng ký xe là giả. Đông khai, mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký chiếc mô tô này là giả, nhưng thấy xe giá rẻ nên vẫn mua về sử dụng. Công an cũng xác định Ngọc Trinh đăng các clip lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn, gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế Bắc Cạn yêu cầu khẩn trương điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại quán lẩu Chim Còi ở tổ 8, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, làm 5 người phải nhập viện cấp cứu. Tạm thời đình chỉ cơ sở ăn uống trên nhằm điều tra nguyên nhân, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm, chuyển gấp về Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia để xét nghiệm. Trước đó, tối ngày 17 tháng 10, nhóm 5 người đến quán lẩu Chim Còi để ăn uống. Tuy nhiên, sau khi ăn lẩu và uống rượu được khoảng 10 phút, thì cả 5 thực khách đều có biểu hiện hoa mắt, tím tái, nôn, trong đó có một người xỉu tại chỗ. Ngay sau đó, cả 5 trường hợp này được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành xử lý xong dạ dày, cho thở oxy, rửa đường tiêu hóa, theo phác đồ của cấp cứu ngộ độc hàng loạt. Đến nay, chỉ số sinh tồn của 5 bệnh nhân tạm thời ổn định. Tin từ Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, vào khoảng 9 giờ ngày 19 tháng 10, ngư dân Phạm Võ Phong ở thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, cùng người con rời cửa Nhật Lệ đi thả lưới. Trong lúc hành nghề, không may gặp sóng lớn khiến thuyền bị lật chìm. Cha con ông Phong tự bơi gần 2 km để vào bờ nhờ trợ giúp. Nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với bộ đội biên phòng Quảng Bình huy động người dân tới ứng cứu. Đến 13 giờ cùng ngày, con thuyền mới được trục vớt và lai dắt vào bờ, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Theo Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ninh, chính quyền địa phương đã có lệnh cấm biển từ 0 giờ ngày 18 tháng 10, cảnh báo nguy hiểm không ra biển cả ngày 19 tháng 10, nhưng hai ngư dân này đã tìm cách ra khu vực gần bờ để thả lưới và gặp nạn. Ngày 19 tháng 10, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh lấy mẫu giám định để làm rõ vụ nghi đổ hóa chất lên mặt đường cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu. Cụ thể, tại đoạn cao tốc từ km 380 đến km 384, Công an thị xã Nghi Sơn và Phòng Kỹ thuật Hình sự đã tiến hành thu thập mẫu vật tại 5 vị trí, sau đó gửi ra Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an giám định. Trước đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Sơn Hải đã có đơn trình báo khẩn cấp nêu rõ dự án đường cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu được thông xe ngày 1 tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, ngày 15 tháng 10, tập đoàn Sơn Hải phát hiện từ km 382 đến km 384 thuộc địa phận xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn xuất hiện nhiều đoạn có sự bất thường trên bề mặt đường. Kiểm tra thực địa nhận thấy mặt đường bị đổ hóa chất màu đen, có xuất hiện một lớp nhựa trên cùng đã bị phân hủy. Một số vị trí khác,
Mặt đường đã bị đổ hóa chất trước đó, khi lưu thông lớp xe cuốn đi lớp hóa chất và lớp nhựa bị phân hủy, còn trơ lại mặt đá. Ngày 19 tháng 10, ông Iniwa Bia, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân cho biết đã đề nghị công an xã báo cáo công an thành phố Buôn Ma Thuột xác minh thông tin về người phụ nữ tự xưng là mẹ cháu bé 4 tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn xã. Theo ông Iniwa, ngày 16 tháng 10, người phụ nữ tên N, thường trú tại tỉnh Tây Ninh, tạm trú tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Năm 2019, trên đường đi làm về qua bến xe phía Bắc thuộc địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột thì phát hiện bé trai khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi nên bà đã đưa về nuôi dưỡng. Nhưng bà không khai báo với chính quyền, không làm thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu bé. Tháng 6 năm 2022, bà làm giấy tờ cho cháu bé nhưng không được vì thủ tục quá khó khăn. Mới đây, bà N tình cờ gặp một người phụ nữ hướng dẫn bà bỏ rơi cháu bé để xã phường làm thủ tục pháp lý cho cháu bé, làm xong rồi nhận lại cháu về nuôi. Vì vậy, ngày 10 tháng 10, bà đem bé trai bỏ tại một nhà dân ở thôn 1, xã Hòa Xuân và chờ Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân làm thủ tục pháp lý xong thì bà đến xin nhận lại. Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân, bà N không cung cấp được giấy tờ pháp lý chứng minh bà nhận nuôi cháu bé nên đơn vị đã giao cho công an xã báo cáo công an thành phố Buôn Ma Thuột, phối hợp xác minh làm rõ theo quy định, đồng thời sẽ thông báo gia hạn thêm thời gian tìm thân nhân của cháu bé.